Đại Phụng đã canh nhân chương 861, mặt mũi 2. Đại não hứa thất an vang tầm, như là một tiếng sét đánh vào trong đầu, ngay sau đó là đau đớn kịch liệt, đau đớn đến từ linh hồn. Hắn ôm đầu, da mặt hung hăng run rẩy, kéo dài mười mấy giây, khổ sở mới tiêu tán. Pháp bảo nhận chủ là một bộ phận của chủ nhân, cưỡng ép đoạn tuyệt, giống như chặt cánh tay, kim liên đạo trưởng mang mảnh vỡ địa thư số 3 thu lại, cười nói. Ngươi nếu tiếp tục mang theo nó, Hắc Liên vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Cho nên, trong khoảng thời gian này do ta đến bảo quản trước, chờ sự tình chấm dứt, lại trả lại cho ngươi. Hứa thất an trong mong nhìn mảnh vỡ địa thư bị Kim Liên đạo trưởng thu vào trong lòng, như là cải trắng nuôi 18 năm bị con heo duỗi lo lắng nói. Đạo trưởng, ngươi nhất định phải bảo quản tốt, sau này nhất định phải trả lại cho ta nha. Kim Liên đạo trưởng cười ha ha nói, xem ra ngươi đối với thiên địa hội phi thường có cảm giác thuộc về. Hứa thất an lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không, là vì trong mảnh vỡ địa thư có tiền lấy vợ của ta. Hơn nữa là tiền lấy vợ mười. Bên ngoài Nguyệt Thị Sơn Trang, khu vực bị lửa đạn oanh tạc thành phế tích, mấy chục giang hồ hảo hán, đang dằn co cùng đệ tử thiên địa hội. Nơi này vừa mới xảy ra giao tranh ngắn ngủi, đều có người bị thương, nhưng chưa dẫn tới chết người. Bọn tiểu đạo sĩ, cút ngay, các ông đây cầu là bảo vật, không muốn đã thương tính mạng người ta. Đúng thế, còn dám cản đường các ông đây, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy chục nhân sĩ giang hồ phân tán xung quanh, vung binh khí, hùng hùng hổ hổ uy hiếp. Các đệ tử thiên địa hội dằn co với họ, tay cầm phi kiếm, thước ngọc, chù y đồng, bố các loại pháp khí, nửa bước không lùi. Một vị thiếu nữ trẻ tuổi dơ lên kiếm trong tay, nũng niệu nói, phi, một đám vô sĩ, mơ ước chí bảo thiên địa hội ta, cường thủ hào đoạt, nằm mơ. Hừ. Trong tiếng hừ lạnh, một gã mập cao lớn lao ra, trong tay cầm hai cây chùi y huyền thiết. Thiếu nữ mặc đạo bào, mặt mày thanh tú không chút bí kỵ, nhẹ nhàng tung phi kiếm, tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Đinh. Đống lửa văng khắp nơi, tên mập nhẹ nhàng bâng quơ hất bay phi kiếm cười một tiếng dữ tợn, song chùi y đập mạnh về phía thiếu nữ. Nhưng hắn chưa thể nện xuống, một đôi tay nhỏ như sứ trắng chặn chùy y sắt, là hai tay của nữ tử cốt nhục cân xứng tinh xảo nhỏ nhắn kỳ quái là đôi tay này ngăn trở chùi y sắc đã chưa truyền đến khí cơ dao động lại chưa từng vang lên tiếng kim loại va chạm chỉ dựa vào thân thể máu thịt chống đỡ một đòn cường đại như thế nhìn thấy một màn này mặc kệ là đệ tử thiên địa hội hay là giang hồ hảo hán bên kia đều cảm thấy không thể tưởng tượng ra tay là một thiếu nữ xinh đẹp mắt xanh thẳm thâm thúy làn da màu tiểu mạch đặc thù của người nam cương là rõ ràng như thế cả to béo biến sắc kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn không cần tự hỏi đã làm ra làm phán đoán chính xác nhanh chóng bỏ cây chùi y nặng huyền thiết nhanh chóng lui về phía sau nam nhân trung nguyên các ngươi đều là tôm chân mềm sao chơi món đồ chơi nhẹ như vậy trong tay lệ na sách hai cây chùi y giống tiểu cô nương chơi búp bê vải tung qua tung lại bên kia đám nhân sĩ giang hồ sững sờ nhìn một màn này không thể khống chế sự chấn động trên mặt, không nói chiến lực, chỉ bằng phần sức lực này, đã nghiền áp tất cả bọn họ. Nam cương cổ tộc, lực cổ bộ. Có người cao mày, không quá xác định nói thầm. Con ngươi xanh thẳm của lệ na đảo qua mọi người, nhếch miệng, lộ ra răng khỉnh, cười hì hì nói, trung nguyên các ngươi có câu, đến mà không đáp lại là phi lễ. Trừ số ít mấy vị cao thủ, đám nhân sĩ giang hồ rùng mình, lặng yên nắm chặt binh khí. Trắc lệ na một cước dẫm vỡ gạch tựa như một mũi tên nỏ bắn về phía đám người nháy mắt người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng nàng một quyền đập ngã một hán tử lực lượng lớn vô cùng mà thân pháp lại nhanh nhẹn thể thuật tinh thông sau mười mấy hiệp không ai có thể tranh phong thật mạnh mắt các đệ tử thiên địa hội sáng lên phấn chấn không thôi bọn họ lúc trước tất cả sức chú ý ở trên người lý diệu chân cùng hứa thất an còn có sở nguyên chẩn Xem nhẹ vị tiểu cô nương ngoại tộc này, tưởng là gấp mặt cho có, không ngờ lại cường đại như thế. Thẳng đến một vị hán tử sứ côn đồng ra tay, mới vừa vặn ngăn chặn thế công của Lệ Na. Mấy chục người lấy hán tử côn đồng cầm đầu, hình thành thế hợp vây, hơn nữa trong đám người có mấy hảo thủ dùng ám khí, thỉnh thoảng ném mấy chiêu ám khí góc độ xảo quyệt. Nhiều mặt phối hợp, cuối cùng vãn hồi ưu thế. Thừa dịp mấy đồng bạn cuốn lấy thiếu nữ ngoại tộc này, hán tử dùng côn đồng quát lớn một tiếng xoay người vung côn tiếng xé gió thê lương lệ na giơ tay lại một lần nữa lấy bàn tay cản vũ khí nàng giơ chân đạp thẳng mang hán tử đạp bay ra đẫm máu không thôi lệ na đủ rồi Lý Diệu chân từ phía sau các đệ tử đi vòng ra, cao giọng ngăn lại. Hai bên kịch liệt giao chiến nhất thời dừng tay. Lệ Na tùy tay mang côn đồng vứt đi, sải đôi chân thon dài mạnh mẽ, xuyên qua mọi người, quay về bên cạnh Lý Diệu Chân. Ngươi, ngươi là Phi Yến nữ hiệp. Một vị nhân sĩ giang hồ nhận ra Lý Diệu Chân. Phi Yến nữ hiệp. Mọi người đánh giá Lý Diệu Chân, sắc mặt hơi thay đổi. Thánh nữ Thiên Tông đảo qua đám giang hồ thất phu này, hỏi, ai là đầu lĩnh? Nàng rất hiểu giang hồ, nếu gặp tình huống cần đoàn kết, các nhân sĩ giang hồ sẽ đề cử ra một vị có uy vọng nhất, hoặc có hiệp danh nhất làm thủ lĩnh lâm thời. Có đôi khi thanh danh cùng uy vọng thậm chí so với thực lực càng quan trọng hơn, thực lực có thể làm người ta kiên kỵ, sợ hãi, chỉ có danh vọng mới có thể làm người ta thuyết phục. Tráng háng đó ôm bụng, lão đảo đi lên, ôm quyền nói, kiếm châu nam hoài quần, liễu hổ. Cô nương thật sự là phi yến nữ hiệp. Chỉ là một đám tán tu thực lực không mạnh, không cần hứa thất an ra mặt, ta liền có thể xử lý. Lý Diệu chân gật đầu, thản nhiên nói. Các vị, cửu sắc liên tử là chí bảo địa tông hôm nay kẻ địch vây quanh thực lực các ngươi cũng không đủ để tranh đoạt tùy tiện tham dự chỉ có chỉ còn đường chết không bằng nể mặt ta lui đi chớ nhúng tay việc này nữa cái này sắc mặt liễu hổ biến ảo không ngừng danh hiệu phi yến nữ hiệp hắn là từng nghe không những từng nghe quả thực như sấm bên tai vị thánh nữ thiên tông này từ năm kia xuất đạo du lịch giang hồ hành hiệp trượng nghĩa ở trên giang hồ rất có thanh danh bạn bè vô số. Nếu là đắc tội nàng, chỉ cần động nói chuyện, ta có thể bị người từng nhận ân huệ của nàng truy nã đối phó. Hạt sen tuy mê người, nhưng phi yến nữ hiệp nói không phải không có lý, lần này vốn chính là đến tìm cơ duyên, cơ duyên chưa đến không thể cưỡng cầu. Liễu hổ sinh ý rút lui. Nhân sĩ giang hồ khác cũng có điều kiên kỵ, không dám đắc tội lý diệu chân. Bọn họ có thể không sợ quan phủ, thậm chí không mang triều đình để vào mắt, nhưng bọn họ không dám đắc tội phi yến nữ hiệp mối quan hệ rất rộng ở trên giang hồ không hổ là phi yến nữ hiệp sức ảnh hưởng này đã có thể so với một ít danh túc đức cao vọng trọng bạch liên đạo cô xa xa quan sát khẽ gật đầu xem ra mặc dù hứa thất an không ra mặt có lý diệu chân đã đủ nàng sau đó nghĩ đến các đời thánh tử thánh nữ thiên tông du lịch giang hồ đều như lông hồng qua nước điểm đến là dừng thánh nữ một thế hệ này lý diệu chân tự như khác với các tiền bối lăn lộn chút liền thành nữ hiệp một thế hệ này lý diệu chân cười cười chắp tay nói diệu chân cảm ơn các vị trước về sau giang hồ gặp lại chính là bạn bè có gì cần giúp cứ mở miệng diệu chân nhất định dốc hết toàn lực giúp đỡ mọi người vẫn như cũ không cam lòng nhưng được phi yến nữ hiệp chính miệng hứa hẹn cảm xúc mâu thuẫn giảm xuống chút phi yến nữ hiệp uy phong thật lớn một giọng nói thuần hậu truyền đến chủ nhân thanh âm là kiếm khách trung niên để bộ râu đẹp, ngũ quan đoan chính, tác phong văn hoa, trong tay cầm một cây thanh phong vỏ đen. Phía sau hắn dẫn theo mười mấy kiếm khách áo lam, liễu công tử cùng sư phụ hắn cũng ở trong đó. Là mặt cắt. Là các chủ dương thôi tuyết. Các tán tu một khắc trước còn chịu nhục, thỏa hiệp với hiện thực, lúc này giống như có trục xương sống, chủ động tụ lại. Lý Diệu chân nheo mắt, đánh giá kiếm khách râu đẹp, cửu khúc kiếm pháp, hồng hà mặt cắt. Mặt các là môn phái sừng sững kiếm châu trăm năm không ngã, nội tình thâm hậu, tương truyền khai phái tổ sư ở Hồng Hà ngộ đạo, ngắm Hồng Hà cửu khúc, ngộ ra vô thượng kiếm pháp. Ở bờ Hồng Hà, thành lập mặt cắt. Đáng giá nhắc tới, Dương Thôi Tuyết là tứ phẩm thâm niên, kiếm pháp cao thâm. Chiến tích được nhiều người biết tới nhất là một mình độc đấu hai gã tứ phẩm, kịch liệt chiến đấu một ngày một đêm, ngang tay. Hạnh ngộ. Dương Thôi Tuyết gật đầu, trầm giọng nói, cái gọi là tiền tài động lòng người huống chi là cửu sắc liên hoa bảo vật như vậy phi yến nữ hiệp lấy thế ép người có phải quá không giảng đạo lý hay không lý diệu chân cười lạnh nói vốn nghe dương các chủ cương trực công chính làm người chính phái quả thật là người giảng lý lẽ giảng đều là những thứ ngụy biện cửu sắc liên hoa vốn là vật của địa tông các ngươi cường thủ hào đoạt lại nói đường hoàng như vậy nàng từng nghe nói tên tuổi mặt các các chủ dương thôi tuyết đồn đãi người này tác phong chính phái thưởng thức nhất hiệp sĩ thường thường tặng bạc cho đám hiệp khách giang hồ thanh danh không tệ bởi vậy được người ta xưng là dương đại thiện nhân a à, phi yến nữ hiệp là thánh nữ thiên tông tự nhiên không biết tán nhân chúng ta đau khổ có người giọng điệu kỳ quái nói sợ chết còn hành tẩu giang hồ cái gì lão tử thân tu vi này thần binh này đều là dùng mạng liều mà có đúng thế không liều một chút làm sao biết cuối cùng hưu chết về tay ai có người chống lưng giọng điệu lập đám tán tu nói chuyện tức cứng rắn dương thôi tuyết lắc đầu nói phi yến nữ hiệp là thánh nữ thiên tông không thiếu công pháp không thiếu danh sư làm sao biết tán tu bất đắc dĩ có một số người kẹt ở một phẩm cấp mấy chục năm không thể tiến thêm muốn cầu người chỉ điểm lại tìm không thấy danh sư có một số người thiếu một món pháp khí tiện tay nhưng mười năm như một ngày dùng sắc thường không dùng mạng đi liều, làm sao tấn thăng? Làm sao trở nên nổi bật? Dương Mỗ chỉ cảm thấy, ngươi có thể đánh bại bọn họ, thậm chí giết bọn họ, nhưng không nên cướp đoạt tư cách tranh thủ của bọn họ. Bạch Liên đạo cô khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, mà các đệ tử phía sau Lý Diệu Chân thì một lần nữa trở nên cảnh giác, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lý Diệu Chân nheo mắt, có chút tức giận, bị người này đảo loạn một phen, thất phu ở đây lại rục rịch nàng không đè nén được. Lý Diệu chân đè chui kiếm, thản nhiên nói, Dương Các Chủ là đại biểu võ lâm minh đến quấy nước đục. Phi kiếm ngân lên ong ong, vẫn sức chờ phát động. Mười mấy kiếm khách áo lam nhào nhào rút kiếm. Dương Thôi Tuyết nâng tay, đè chui kiếm, nháy mắt, kiếm thế Lý Diệu chân kích phát liền không còn sót lại chút gì. Phi Yến Nữ Hiệp là đệ tử đạo môn, kiếm pháp chung quy kém chút. Dương Thôi Tuyết thản nhiên nói. Lý Diệu chân chấn nhiếp tán tu giang hồ tầm thường thật ra không sao, nhưng vị mặt các các chủ này khí cơ hùng hậu, cho dù ở trong tứ phẩm cũng là cường giả. Sở Nguyên chẩn nhíu nhíu mày, không khoanh tay đứng nhìn nữa, cất bước đi ra, cười nói, tại hạ sở Nguyên chẩn. Dương Thôi Tuyết sửng sốt, trịnh trọng ông quyền, kinh thành đệ nhất kiếm khách, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sở Nguyên chẩn liền nói, không biết các chủ có thể cho tại hạ một cái thể diện, cho nhân tông một cái thể diện không? dương thôi tuyết lắc đầu dương mỗ chỉ là một võ phu nhân tông là đạo môn có quan hệ gì với ta có quan hệ gì với đoàn người ở đây về phần sở huynh thứ ta nói thẳng không có đóng góp có thể diện gì sắc mặt sở nguyên chẩn trầm xuống dương thôi tuyết tiếp tục nói dương mỗ là kiếm khách kiếm đạo ở thẳng có lời gì thì giáp mặt nói đạo môn rời xa hồng trần làm người ta sợ mà không kính phi yến nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa nhưng không đủ để làm chúng ta từ bỏ cơ hội trước mắt sở huynh đừng nói nữa liễu hổ dùng sức gật đầu lý diệu chân cười lạnh nói nói cả đống nói thẳng thể diện ai cũng vô dụng đúng không chúng ta vẫn là xem bản lãnh thật sự đi dương thôi tuyết lại lắc lắc đầu cũng không phải không phải không có chỉ là hai vị không đủ mà thôi kẻ vì nước kẻ vì dân kẻ được dân chúng kính yêu đều ở trong đó thú vị Lúc này, hứa thất an từ phía sau đám đệ tử đi vòng ra, mỉm cười đi tới, nói, không biết mặt mũi hứa mổ, dương các chủ có nể không? Dương thôi tuyết nheo mắt, theo tiếng nhìn lại, người tới là một người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, búi tóc đuôi ngựa cao, sau lưng đeo trường đao. Tựa như, có chút quen mắt. Ý niệm vừa dâng lên, hắn liền nghe trong môn nhân phía sau, có người hô lên, hứa thất an, hắn sao lại ở đây? Người nói chuyện là liễu công tử hắn cùng hứa thất an lúc ở kinh thành từng có gặp gỡ một lần nữa nhìn thấy hứa thất an liễu công tử vẫn rất vui vẻ lúc trước cũng coi như không đánh không quen biết tuy hứa ngân la cho người ta ấn tượng đầu tiên không tốt nhưng sự thật chứng minh nhân phẩm của hứa ngân la là, là đáng giá khẳng định hắn bắt đi dung dung cô nương nhưng chưa nhân cơ hội chiếm lấy sau khi biết mình hiểu lầm không những xin lỗi còn đền cho hắn một cây pháp khí ti thiên dám sản xuất khi liễu công tử nhớ lại chuyện cũ Đột nhiên thấy các chủ nhà mình vẻ mặt kích động đặt ở bả vai mình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, chứng thực hỏi. "Hắn, hắn là Hứa Thất An." Liễu công tử ngẩn ra gật đầu, con ở kinh thành từng gặp, sư phụ cũng nhận ra. Dương Thôi Tuyết lập tức nhìn về phía sư đệ, sư phụ của Liễu công tử gật đầu, quả thật là Hứa Ngân La. Dương Thôi Tuyết khi lần nữa nhìn về phía Hứa Thất An, đã ăn khớp với bức họa trong trí nhớ, quả thật không sai, chính là Hứa Thất An hai mắt liễu hổ chợt trừng tròn xoe trong đôi mắt chiếu ra bóng người nam tử trẻ tuổi nhớ tới đề tài câu chuyện mấy ngày hôm trước còn treo ở bên miệng kiếm châu cùng kinh thành cách nhau hai ngàn dặm bài trừ các tổ chức lớn có mạng lưới tình báo giang hồ tán nhân và dân chúng tóc húi cua thật sự nghe nói vụ án tàn sát cả sở châu từ đầu đến cuối thấy chiếu tự kể tội của hoàng đế thật ra cũng chỉ năm ngày thời gian tin tức sau khi truyền tới sở châu trong lúc nhất thời dẫn lên chấn động từ giang hồ đến quan phủ, mỗi người đều đang thảo luận việc này. Mỗi người đều vỗ tay hoan nghênh khen hay đối với hứa ngân la đại nghĩa. Kế sau đấu pháp vật môn, hứa thất an vang danh thiên hạ lần nữa, trở thành anh hùng, thanh quan trong mắt dân chúng. Nhân sĩ giang hồ ghét ác như thù, đối với hắn càng là vô cùng sùng kính. Hoàn toàn không ngờ, hắn thế mà tận mắt gặp được vị nhân vật truyền kỳ kia. Quả nhiên là diện mạo hiên ngang, trồng phượng trong loài người trong lòng liễu hổ tán thưởng tâm tình giang hồ tán nhân khác đại thể giống với hắn trong kinh ngạc xen lẫn kinh hỉ chúng ta ở sở châu gặp được hứa ngân la đây là một đề tài câu chuyện rất đáng giá đem đi khoe dương thôi tuyết sắc mặt nghiêm túc chỉnh lại mũ áo lúc này mới nghênh đón không người chắp tay nói mặt cát dương thôi tuyết ra mắt hứa ngân la một vị cao thủ tứ phẩm thâm niên đứng đầu một phái hành lễ đối với một vãn bối vốn nên là chuyện cực kỳ mất điểm nhưng nhân sĩ giang hồ ở đây cùng với một đám kiếm khách áo lam của mặt cát cũng không cảm thấy hành vi của dương thôi tuyết có cái gì không ổn một loạt hành động vĩ đại của hứa ngân la nhất là vụ án tàn sát cả thành sở châu biểu hiện đáng giá bọn họ kính trọng dương các chủ khách khí rồi hứa mổ không đảm đương nổi lễ như vậy hứa thất an đưa tay làm ra vẽ nâng một cái dương mổ đối với hứa ngân la ngưỡng mộ đã lâu Nay nhìn thấy người thật, tâm tình dân trào, tâm tình dân trào nha. Dương Thôi Tuyết cười nhiệt tình, không có chút tư thế các chủ. Ngưỡng mộ đã lâu, cảm thấy là lạ. Hứa Thất An cười nói, tại hạ cũng nghe đại danh các chủ đã lâu. Thật ra chưa từng nghe nói, nhưng tân bốc lẫn nhau khi làm ăn vẫn là biết. Các đệ tử thiên địa hội ngạc nhiên nhìn một màn này, mặt các các chủ vốn thần thái kiêu căng, lời nói lạnh nhạt châm chọc lý diệu chân cùng sở nguyên chẩn, giờ phút này lại không còn ra vẻ nữa, tươi cười nhiệt tình, lời lẽ thành khẩn đối với hứa ngân la. Mà các giang hồ tán nhân, kiếm khách áo lam nơi xa, mặt mỉm cười nhìn, hoàn toàn không có không khí dương cung bạc kiếm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các nữ đệ tử nhìn hứa thất an càng thêm si mê, nam nhân này có được sức quyến rũ nhân cách rất mạnh. Truy đuổi ngôi sao lóng lánh nhất là thiên tính mỗi người đều có. Lúc này nơi đây, hứa thất an không hề nghi ngờ chính là các nàng trong mắt tối lóng lánh tinh. Hắn thế mà lại có thanh danh mạnh như vậy. Trong đôi mắt đẹp của bạch liên đạo cô khó nén kinh ngạc, nàng tính tình đạm bạc, thanh tâm quả dục, đối đãi rất nhạt với danh lợi, suy bụng ta ra bụng người, đánh giá sai thanh danh hứa thất an ở bên ngoài. Dương các chủ, mặt mũi cái gì, vừa rồi là nói đùa. Sau khi hàng huyên vài câu, hứa thất an vào thẳng đề tài chính, trịnh trọng chấp tay, giọng điệu thành khẩn, ta cùng với thánh nữ thiên tông cùng sở huynh giao tình thâm hậu lần này được hai người bọn họ mời đến nguyệt thị sơn trang hỗ trợ thủ hộ hạt sen còn xin các chủ dơ cao đánh khẽ dương thôi tuyết trầm ngâm một lát bất đắc dĩ lắc đầu thôi đã biết hứa ngân la thủ hạt sen lão phu sẽ không nhúng tay việc này nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được giọng điệu nửa vui đùa nửa nghiêm túc đa tạ hứa thất an quay sang nhìn về phía người khác tức cao giọng nói các vị Bèo nước gặp nhau là duyên phận, hy vọng có thể dơ cao đánh khẽ mọi người kết bạn, về sau có chỗ khó khăn, cứ dặn dò, hứa thức an nhất định dốc hết toàn lực. Lời này xui tai, mọi người phi thường hưởng thụ. Lăn lộn giang hồ, quan trọng nhất là cái gì? Là thể diện. Không nể mặt người ta, còn lăn lộn giang hồ cái gì? Huống chi là hứa ngân la nhân vật như vậy, hắn nói một câu lời hay, so với người bình thường nói một vạn câu còn hữu dụng hơn liễu hổ nhếch nhếch miệng lớn tiếng nói mẹ ta thích nghe người khác tán gẫu đoạn thời gian trước nghe nói sự tích của ngài sau khi về nhà liên tiếp khen hứa ngân la nói ngươi là đại thanh quan nếu để bà biết ta đối nghịch cùng ngài ta cũng rời khỏi mẹ lão tử cũng không muốn bị bà con chỉ vào mặt mà mắng có người lớn tiếng phụ họa một câu hứa ngân la nam nhi một lời nói nặng tựa ngàn vàng nói không tham dự thì không tham dự chúng ta không viết ra được từ như vậy nhưng hiểu đạo lý này lại có người nói đây mới là người có thanh danh thật sự người có thanh danh thật sự là không có ai muốn đối nghịch với hắn lý diệu chân phòng má trong lòng có chút ghen tuông trong bất tri bất giác hứa thất an đã tích lũy uy vọng thâm hậu như thế nhớ rõ lúc trước hắn từng thông qua địa thư truyền tin thỉnh cầu nàng giúp lùng bắc kim ngô vệ bách hộ chu xích hùng trốn vào vân châu khi đó hắn đã nhỏ yếu lại thiếu mối quan hệ. Hơn nửa năm trôi qua, mặc kệ là tu vi hay thanh danh, đều đã vượt qua nàng. Phần thanh danh này, dù là chư công triều đình, cũng phải hâm mộ đấm ngực dậm chân nhỉ. Sở Nguyên chẩn im lặng quan sát. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cuộc khởi nhanh chóng như hứa thất an, há chỉ là vô cùng hiếm có, nên là có một không hai mới đúng. Dương Thôi Tuyết do dự một phen, truyền âm nói, mặt các không tham dự việc này, nhưng võ lâm minh rất nhiều thế lực, cao thủ nhiều như mây. Đạo sĩ chính thống địa tông cũng như thế, hứa ngân la nhớ lượng sức mà làm, chớ cậy mạnh. Ngày mai lão phu sẽ đến xem chiến, trong lúc nguy cấp. Hắn chưa nói rõ. Mặt các các chủ rất có lòng dạ hiệp nghĩa sao, khó trách bọn khương luật trung thường nói giang hồ rất thú vị, so với quan trường thú vị hơn vạn lần, có rảnh ta cũng ở giang hồ du lịch một phen. Hứa thất an gật đầu, chưa từ chối ý tốt của đối phương, truyền âm nói, đa tạ các chủ. Dương Thôi Tuyết khoát tay, vái lần nữa, dẫn theo đệ tử mặt cắt rời khỏi. Đám người liễu hổ cũng theo sau rời đi. Phù. Các đệ tử thiên địa hội nhẹ nhàng thở ra, sau đó mặt mày hớn hở. Hứa công tử. Trong thanh âm nũng nịu, một thiếu nữ nhan sắc đặc biệt xuất chúng tiến lên, hai tay để ở sau người, mím môi, đa tạ hứa công tử giúp đỡ. Nàng có một đôi mắt linh động muốn nói lại thôi, tuổi tác không lớn, sau khi rút đi nét mũm mỉm trẻ con, cái cầm vừa mới nhọn của thiếu nữ lộ ra sự yếu ớt ta thấy là thương. Qua một hai năm nữa, là có thể khiến Lan Quân trong lòng cầm cái cầm thon thon, trêu chọc một câu, tiểu nương tử, hôm nay nàng chính là người của ta. Em gái năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, thêm bô được không? Hứa thất an ở trong lòng hỏi liên tục ba câu, mặt ngoài rất lạnh nhạt, chỉ gật đầu. Thiếu nữ lấy hết dũng khí, đệ tử, Đệ tử tên Thu Thiền Y, hứa, hứa công tử, ngươi cũng là người giữ mảnh vỡ địa thư, đúng không? Nghe được lời này, hàng viễn đại sư sở nguyên chẩn cùng với Lý Diệu chân theo bản năng nhìn qua. Con mẹ nó, cô nương ngươi quá ác độc rồi nhỉ, muốn cho ta chết về mặt xã hội trước mặt mọi người. Hứa thất an cao mày, nói, ta không phải. A. À. Câu trả lời này ra ngoài Thu Thiền Y đoán trước, nàng hơi há to cái miệng nhỏ nhắn, có chút thất vọng. Vậy, vậy ngài thật là bởi vì quan hệ diệu chân sư tỷ cùng sở sư huynh mới đến à? Đệ tử khác cũng nhìn lại. Bọn họ hy vọng Hứa Ngân La là thành viên Thiên Địa hội, mà không phải xuất phát từ đạo nghĩa hoặc tình cảm mới ra tay giúp đỡ. Một điểm này rất quan trọng. Ta là đến ra án." Hứa Thất an trận mắt nói. "Tra án?" Thu Thiền y nghiêng đầu, ngây thơ vô cùng, "Thiên Địa hội chúng ta có thể có vụ án gì?" Mèo cái ban đêm vì sao liên tục kêu thảm, lão đạo 60 vì sao thường xuyên nằm lì trên giường. Mèo cái trong sơn trang vì sao đồng loạt mang thai. Cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không còn, những thứ này có tính là án không? Khóe miệng hứa thất an không tự giác có thêm vài phần ý cười, nói ta cùng kim liên đạo trưởng kết giao tâm đầu ý hợp, cho dù không phải người giữ mảnh vỡ địa thư, cũng sẽ không là người ngoài. Bạch liên đạo cô kỳ quái liếc hắn một cái, không hiểu hứa ngân la vì sao phải phủ nhận thân phận của mình ồ dương tiền bối đâu hứa thất an quay đầu nhìn quanh không biết sau khi đám giang hồ thất phu kia xuất hiện hắn liền biến mất có đệ tử trả lời dương thiên huyển lại chạy đi đâu làm màu rồi hứa thất an phân tích tin tức ta tới đây chắc chắn thông qua những người đó truyền bá ra ngoài cách nguyệt thị sơn trang không xa có một trấn nhỏ đúng không tên đệ tử vừa nói chuyện gật đầu sư đệ đạo hiệu là hứa thất an hỏi hứa ngân la ta tên lăng vân đệ tử trẻ tuổi trả lời hứa thất an gật đầu lăng vân sư đệ kính nhờ ngươi một sự kiện ngươi lập tức cải trang một phen đi trên trấn tìm hiểu tình báo xem phản ứng của các đạo nhân mã lăng vân tiểu đạo sĩ kích động gật đầu hứa công tử yên tâm ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ trong góc yên tĩnh nơi nào đó dương thiên huyển ngồi xổm ở trên mặt đất đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất, lẩm bẩm, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đầu tiên, ta cần tích lũy đủ thanh danh trước. Cách sơn trang mười mấy dặm, có một trấn nhỏ, quy mô không coi là lớn bao nhiêu, kinh doanh một câu lan cấp thấp, hai nhà trọ, một nhà tử lâu. Tử lâu tên Tam Tiên Phường, gà nướng, bánh bao gạch cua, rượu mơ, vị chi Tam Tiên. Nắng hè chói chang, gọi một vò rượu mơ ướp lạnh, một đĩa việc quay, chính là một sự thú vị lớn của đời người gần đây vô số nhân sĩ giang hồ chen chúc trấn nhỏ hai nhà trọ cùng câu lan đều đã chật cứng người vẫn chứa không nổi giang hồ khách nghe tin mà đến vì vậy có người liền tá túc ở nhà dân đổi thành dân chúng địa phương khác cũng không dám tiếp nhận nhân sĩ giang hồ hơn nữa trong nhà có nàng dâu trẻ nhưng dân chúng kiếm châu đối với nhân sĩ giang hồ có độ chấp nhận rất cao bởi vì bang phái giang hồ kiếm châu trên trình độ nhất định đảm đương trách nhiệm bảo vệ trị an một ít người giang hồ vùng khác đến nơi này mặc kệ là hổ là rồng đều sẽ thu liễm nanh vuốt của mình tránh cho gặp phải võ lâm minh quái vật lớn này cũng có cao thủ không sợ võ lâm minh chỉ là cao thủ như vậy mặc kệ phẩm tính như thế nào cũng không thèm đi tìm bình dân gây phiền toái từ sau khi các hảo hán đến thử nguyệt thị sơn trang trở về toàn bộ trấn nhỏ liền lâm vào sôi trào hứa thất an đến đây không sai chính là đại phụng ngân la hứa thất an kia, hứa thất an ở đầu chợ bán thức ăn chặt đầu chó của quốc công. Tin tức này là có tính bùng nổ, kinh thành cách sở châu 2.000 dặm, tin tức vụ án tàn sát cả thành sở châu mấy ngày hôm trước vừa truyền về kiếm châu, đã chấn động giang hồ cùng quan phủ. Lúc này mới chưa được mấy ngày, hứa ngân la nghĩa bạc vân thiên trong lời đồn, thế mà lại xuất hiện ở kiếm châu. Các ngươi biết không, hứa ngân la đến Nguyệt Thị Sơn Trang, hắn thế mà lại quen biết với phản đồ địa tông mặt các dương các chủ tuyên bố không tham dự việc này. Hắc, dương các chủ làm người chính phái, thích nhất kết giao hiệp sĩ, tự nhiên sẽ không tranh đấu với hứa ngân la. Ta trái lại tò mò, người nói trong môn phái kiếm châu chúng ta, còn có thể có bao nhiêu người rời khỏi. Nếu là chỉ có mặt các, khà khà, vậy dương các chủ phải cười nở hoa rồi. Đúng vậy, thanh danh tốt để mặt các chiếm hết, ta cũng không tham dự, hứa ngân la nghĩa bạc vân thiên, thứ hắn muốn bảo vệ, ta sao có thể không biết xấu hổ cướp đoạt. Rượu chưa uống bao nhiêu, đã hồ đồ phải không? Chỉ ngươi mặt hàng như vậy, hứa ngân la một đầu ngón tay bóp chết ngươi. Có ba người, vừa lúc đi qua khách sạn, mang câu chuyện vừa rồi, một chữ không sót nghe vào trong tai. Tổ hợp ba người này rất kỳ quái, đi ở giữa là một vị công tử ca phơi với áo bào trắng đai ngọc, mặt như ngọc, túi da thật ra thật tốt, chẳng qua trên nét mặt có sự âm lãnh nồng đậm. Phía sau hắn, là hai người khổng lồ cao chính thước, đội nón, cả người phủ áo bào đen, một trái một phải, bảo vệ ở hai bên công tử ca áo trắng. Hứa thất an cũng đến kiếm châu rồi. Khóe miệng công tử ca áo bào trắng cong lên độ công âm lãnh, nói đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, vốn nghĩ đoạn thời gian nữa đi gặp hắn chút, không ngờ hôm nay chạm mặt. Lần này không vô giúp vui uổng phí rồi. Gã to sát bên trái thấp giọng nói, thiếu chủ, chủ nhân từng nói, bảo ngươi đừng treo vào hắn. Cả to xác bên phải lặng lẽ không nói. Công tử ca áo bào trắng cười tủm tỉm nói, chẳng qua là rác rưởi tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi, có thể ngang ngược bao lâu. Ta có một ngày, phải rút kinh hắn, lột da hắn, đập xương hút tủy. Trong lời nói mang theo tự tin, tựa như đó là chuyện đã sớm định sẵn. Gã to xác bên trái nói, kẻ này tuy đại thế chưa thành, nhưng một thân bản lãnh, tuyệt không ở dưới thiếu chủ thiếu chủ cần hiểu đạo lý kiêu binh tất bại tuyệt đối đừng khinh thường cả to xác bên phải im lặng không nói công tử ca áo bào trắng không kiên nhẫn nói biết rồi biết rồi ta chưa bao giờ khinh thường hắn hai người các ngươi một tên là câm biết một tên chỉ biết khuyên nhằm chán quá tả sứ cùng hữu sứ là hộ đạo giả phụ thân an bài cho hắn tuy phiền chút, quả thật là võ phu dũng mãnh xuất sắc công tử ca áo bào trắng chưa bao giờ thấy bọn họ thua công tử ca áo bào trắng vuốt ve nhẫn ngọc thản nhiên nói ta nghe nói thanh đao đó của hứa thất an là dám chính tự mình luyện chế từng lần này mang đao của hắn đoạt lấy trước thu chút lợi tức không quá phận nhỉ gã to xác bên trái bình luận đao này sắc bén vô song nhưng so sánh với nguyệt ảnh thiếu chủ đoạt thật ra không tệ gã to xác bên phải lặng lẽ không nói công tử ca áo bào trắng cười vang nói đi nghe nói tam tiên phường nơi đó đang tụ hội chúng ta đi vô giúp vui Lâu chủ Vạn Hoa lâu kia là người đẹp hiếm có. Hôm nay, Tam Tiên phường vốn nên kính người hết chỗ bị dọn sạch. Lăng Vân đứng ở bên đường, mặc áo ba lỗ tối màu, đeo một thanh kiếm sắt, trang phục người giang hồ tiêu chuẩn lại tầm thường. Thật ra Nguyệt thị Sơn trang mỗi ngày đều sẽ phái đệ tử lẻn vào trấn nhỏ tìm hiểu tình báo, quan sát nhất cử nhất động của nhân sĩ giang hồ tập trung ở đây. Hôm nay việc này vốn nên là đệ tử khác đến làm, nhưng Lăng Vân đoạt lấy công việc việc hứa ngân la khâm điểm ai dám tranh với hắn hắn liền đấu với kẻ đó người trong lòng lăng vân khâm phục nhất sùng bái nhất chính là hứa ngân la trước kia tu hành ở trong tông môn đối với đạo thủ cùng các trưởng lão lòng mang tôn kính hoặc kính sợ nhưng cái đó và khâm phục là không giống nhau hắn ở trong thôn trấn dạo qua một vòng nghe ngóng được một tình báo quan trọng yêu đạo địa tông cùng đoàn đội triều đình thần bí ở tam tiên phường mời võ lâm minh nói chuyện với nhau Bọn họ bá đạo dọn bãi, nhưng lại tựa như không để ý nội dung nói chuyện bị người ta nghe trộm, cho nên tùy ý người hiếu chuyện đứng ở bên đường dưới lầu vô giúp vui. Bọn họ nhất định đang âm thầm thương lượng đối phó Sơn Trang như thế nào. Lăng Vân nín thở tập trung, vận chuyển thính lực, bắt giữ tiếng nói chuyện với nhau ở lầu 2. Lầu 2 có bố trí đài quan sát, ba nhóm khách nhân ngồi phân biệt rõ ràng, một bàn là đạo sĩ áo lông, tóc chảy vuốt tỉ mỉ, hai mắt ẩn chứa ác ý thật sâu khi nhìn quanh, làm người ta nơm nớp lo sợ. Một bàn là người thần bí trùng áo bào đen, đeo mặt nạ sắt, một người cầm đầu đeo mặt nạ màu vàng. Chính là ba người này, sáng nay kéo hỏa pháo, quanh tạc nguyệt thị sơn trang. Một bàn ngồi đầy nữ tử xinh đẹp, một người trong đó đặc biệt xuất sắc, lấy lụa mỏng che mặt, đôi mắt nhìn quanh phát sáng, như chứa dòng nước mùa thu. Tỷ lệ dáng người có thể xưng là hoàng mỹ, để thân thể của nàng hơn nữ tử khác đang ngồi võ lâm minh không có nam nhân sao phái một đám đàn bà tới nói chuyện đạo sĩ trung niên ngực theo hoa sen lam cười lạnh nói ánh mắt của lam liên đạo trưởng luôn di chuyển ở dáng người đẩy đà nhiều vẻ của nữ tử xinh đẹp không chút nào che giấu sự thèm nhỏ giải cùng ác ý của bản thân yêu đạo địa tông xấu xa rất trắng trợn rõ ràng lâu chủ vạn hoa lâu tiêu nguyệt nô nàng bàn tay trắng nõn cầm một cây quạt nhỏ nan bạc nheo mắt giọng điệu lạnh lùng nói có việc thì nói ngươi nếu nhìn lung tung nữa, ta liền móc hai tròng mắt của ngươi ra ngâm rượu mơ. Lam liên đạo trưởng hắt một tiếng, không những không sợ, ngược lại càng thêm không kiên nể gì, thiếu chút nữa không mang khiêu khích để vào mắt. A, à, uy hiếp đám điên này, sẽ chỉ khiến sự tình càng thêm không ổn. Người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng phát ra tiếng cười khàn khàn. Trong tay hắn cầm bát sứ, trong bát đựng rượu mơ, vừa thưởng thức bát sứ, vừa nói, đã đáp ứng kết minh, mặt các vì sao nửa đường rời khỏi, chúng ta cần võ lâm minh cho câu trả lời. Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói, toàn bộ môn phái dưới trướng võ lâm minh đều là độc lập. Quyết định của bản thân mặt các không quan hệ với võ lâm minh. Lam Liên Đạo trưởng cười lạnh nói, đây là giải thích của võ lâm minh. Tiêu Hồng Thủ Dung Dung không chịu nổi, cả giận nói, võ lâm minh có quy củ của võ lâm minh, không tới lượt các ngươi xen vào. Lam Liên Đạo trưởng ánh mắt tràn ngập ác ý, Nhìn nàng một cái thật sâu. Bốp. Cây quạt nhỏ cốt bạc đột nhiên mở ra, che ở trước mặt Dung Dung. Tiêu Nguyệt Nô lần này ra tay tỏ ra cực kỳ đột ngột, như là đánh giá sai đối phương, cản không khí. Mấy vị nữ trưởng lão của Vạn Hoa lâu sâu sắc phát hiện một luồng lực lượng vô hình vô chất bị lâu chủ đỡ được. Tiêu Nguyệt Nô trợn mắt đẹp lên, lửa giận muốn phun ra, ngươi địa tông nếu là muốn trở mặt với Võ Lâm Minh ta, Tiêu Nguyệt Nô phụng bồi đến cùng. Lam liên đạo trưởng hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Dung Dung không biết mình đã đi một vòng ở quỷ môn quan ngơ ngác ngồi, gương mặt cứng ngắc. Qua vài giây, nàng phản ứng lại, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Không chỉ mặt cắt, nếu ta không đoán sai, ngày mai còn có thể có mấy môn phái rời khỏi tranh đoạt. Tiêu Nguyệt Nô thản nhiên nói. Các ngươi hẳn là biết, hứa ngân la đã vào Nguyệt Thị Sơn Trang, hắn ở trong lòng nhân sĩ giang hồ cùng dân chúng địa vị rất cao mặt cắt không muốn là địch với hắn lam liên trầm giọng nói chỉ sợ không chỉ là không muốn đối địch với hắn đâu ta nghe nói võ lâm minh có một số người tính bảo vệ hứa thất an đây mới là nguyên nhân thật sự địa tông cùng người áo bào đen hẹn võ lâm minh tới người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng hầm hừ hy vọng tiêu lâu chủ sau khi trở về chuyển lời tào minh chủ ước thúc thủ hạ cho tốt tuyệt đối đừng vì vài con sâu làm rầu nồi canh, liên lụy toàn bộ võ lâm minh. Tiêu Nguyệt Nô cười lạnh nói, ngươi đang uy hiếp võ lâm minh. Nàng ý thức được có chút không thích hợp, người địa tông quá mức kiên kỵ Nguyệt Thị Sơn Trang, theo lý thuyết, mặc dù có đám người lý diệu chân hứa thất an trợ giúp, nhưng lấy thế cục trước mắt, phần thắng của đối phương quá nhỏ. Trước bất luận tứ phẩm cường giả như nghiền áp, chỉ bằng đạo thủ địa tông, sắp si có thể quét ngang Nguyệt Thị Sơn Trang, tuy nói chỉ là một phân thân. Địa tông tựa như không muốn có ai rời khỏi, khát vọng tăng cường lực lượng bên ta, cái này có phải hay không ý nghĩa trong Nguyệt Thị Sơn Trang cất giấu siêu cấp cao thủ, mới làm địa tông kiên kỵ như thế, nghĩ mọi cách liên hợp võ lâm minh. Tiêu Nguyệt Nô nghĩ. Lúc này, chợt nghe có người tặc lưỡi nói, vẻn vẹn một tên hứa thất an, cũng đáng các vị ở đây tốn nước bọt. Kèm theo tiếng bước chân đạp cầu thang, đầu cầu thang, dẫn đầu đi lên một vị công tử ca áo bào trắng đai ngọc, phong độ phơi phới sau đó là hai người khổng lồ như tháp sắt, đội nón, khoác áo bào đen. Lam liên đạo trưởng quay đầu nhìn, hung tợn nói, nhảy tranh ở đâu tới, dám quấy nhiễu bản tôn bàn chuyện. Công tử ca áo bào trắng nheo mắt, thản nhiên nói, tả sứ, vả miệng. Vừa dứt lời, gã to xác tháp sắt bên trái chợt biến mất, ngay sau đó, trong sảnh của lầu hai truyền đến tiếng tác vang dội. Trắc. Tấm ván gỗ trải trên sàn gãy, nửa khuôn mặt lam liên đạo trưởng được khảm ở trong sàn gỗ vỡ vụn thất khiếu đổ máu con ngươi của tiêu nguyệt nô cùng nam nhân đeo mặt nạ vàng hơi co lại người trước nắm chặt quạt gấp khung bạc người sau đè chui đao các đệ tử địa tông rầm rầm đứng dậy ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm ba người bọn công tử ca áo bào trắng chưa chết chưa chết chưa chết công tử ca áo bào trắng liên tục xua tay mặt mang mỉm cười chỉ là cho hắn một sự trừng phạt, gia nô của ta mới hạ thủ rất có chừng mực, các vị cứ yên tâm đi. Hắn khi nói chuyện luôn cười tủm tỉm, có sự kiêu ngạo không đặt tất cả vào mắt. Người như vậy, không phải công tử ăn chơi đầu óc trống rỗng, vậy là có đủ sự tự tin. Ánh mắt nam tử áo bào trắng dừng ở trên người tiêu nguyệt nô, mắt chợt sáng ngời, vừa vuốt ve nhẫn ngọc, vừa lững thững đi qua. Trong quá trình, hắn cùng nam nhân đeo mặt nạ màu vàng áo bào đen đi sát bên người, ngón tay người áo bào đen vài lần nhúc nhích như muốn rút kiếm đánh bất ngờ nhưng cuối cùng đều lựa chọn bỏ cuộc khóe miệng nam tử áo bào trắng khẽ nhất giống như cười lạnh giống như trào phúng vượt qua một bàn này lên đón một bàn oanh oanh yến yến kia lúc đến kiếm châu ta từng phái người hỏi thăm phong thổ kiếm châu giang hồ kiếm châu này rất nhàm chán tựa như một đầm nước chết lặng nhưng giang hồ kiếm châu này lại rất thú vị bởi vì có một cái vạn hoa lâu đều nói vạn hoa lâu lâu chủ tiêu nguyệt nô nghiêng nước nghiêng thành là mỹ nhân khó gặp chật chật danh bất hư truyền danh bất hư truyền nha một đoạn lời tiếp theo của nam tử áo bào trắng khiến đám người vạn hoa lâu mi tâm giật giật lửa giận sôi trào lần du lịch giang hồ này chấm dứt ta liền mang tiêu lâu chủ trở về trong phòng vừa lúc thiếu một thiếp thất thị tẩm sư phụ của dung dung đứng bật dậy sắc mặt âm trầm vận khí cơ bổ một chưởng về phía ngực công tử ca áo bào trắng công tử ca áo bào trắng nâng tay vừa đủ đánh trúng cổ tay nàng khiến một chưởng ẩn chứa khí cơ thâm hậu này đánh trúng xà ngang mái ngói trong gỗ gãy ngói vỡ tung tóe hắn lấy tay chụp tới mang mỹ phụ nhân ôm vào trong lòng tặc lưỡi nói tuổi lớn chút nhưng phong vận vẫn còn ta thích ngươi phụ nhân như vậy vượt ở trước khi tiêu nguyệt nô ra tay hắn thấy lợi là thu quyết đoán lui về lưu lại mỹ phụ nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết ta là đến kết minh hắn thu liễm nụ cười khoa trương lộ ra vài phần uy nghiêm cùng trầm ổn thế gia đại tộc thấm đẫm kết minh người áo bào đen đeo mặt nạ vàng hỏi ngược lại ta muốn hạt sen cũng muốn mạng chó của hứa thất an công tử ca áo bào trắng cười nói các ngươi không dám đắc tội hắn ta dám chân trần không sợ đi giày ta bây giờ chân trần cũng mặc kệ hình tượng hắn ở trong lòng dân chúng cao lớn bao nhiêu ngươi tính làm như thế nào Người áo bào đen rất có hứng thú nói. Công tử ca áo bào trắng chưa nói, bước đi đến bên đài quan sát, hai tay chống lan can bảo hộ, khí vận đang điền, nói, tất cả mọi người nghe. Sóng âm cuồn cuộn lập tức hấp dẫn đến người hiếu chuyện tụ tập chung quanh, cùng với cư dân trên trấn. Công tử ca áo bào trắng vương tay trái, hộp kiếm. Tả sứ yên lặng đưa lên một cái hộp nhỏ hình vuông tinh xảo, đen xì. Thiếu chủ, người nọ nguyên thần dao động so với võ phu tầm thường cường đại hơn mấy lần là môn nhân địa tông trong nguyệt thị sơn trang tả sứ hạ giọng công tử ca áo bào trắng theo ánh mắt hắn liếc mắt nhìn qua lăng vân cải trang không quan tâm mở hộp ra cầm ra một thanh kiếm nhỏ như cây kim bấm tay bắn ra thanh kiếm nhỏ lật lại càng lúc càng to biến thành một thanh kiếm dài ba thước cắm vào mặt đường lát đá từng luồng kiếm ý lạnh toát tràn ra biểu thị công khai thân phận của nó, pháp khí. Công tử ca áo bào trắng tuyên bố, ai có thể chặt một tay của Hứa Thất An, liền thưởng một thanh pháp khí. Chặt hai cánh tay, thưởng hai cây, chặt tứ chi, thưởng bốn cây. Trong quá trình nói chuyện, hắn bấm tay bắn ra trường kiếm, để chúng nó lần lượt đóng đinh ở giữa đường. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên bốn thanh pháp khí giao nhau, như là nam châm gặp đinh thép, không rời đi được nữa. Công tử ca áo bào trắng khẳng định, ai có thể chặt đầu hứa thất an, cả một hộp pháp khí này, là của kẻ đó. Trên đường sôi trào. Công tử ca áo bào trắng lại xoay người trở về bên bàn, cười tủng tỉm nhìn quanh, vẻ mặt kinh ngạc kinh hãi trên mặt đám nữ tử vạn hoa lâu, khiến nụ cười khóe miệng hắn không ngừng mở rộng. Hắn nhìn chầm chầm người áo bào đen, lại ngẩng đầu nhìn Lam Liên đạo trưởng đã thức tỉnh, thản nhiên nói, giang hồ tán nhân coi trọng nhất không có gì ngoài tài nguyên, ta bây giờ liền mang tài nguyên đưa đến trước mặt bọn họ. Các ngươi nói, những người đó còn có thể kính trọng hứa thất an sao? Còn có thể kiên kỵ hắn sao? Còn có thể không dám đắc tội hắn sao? Không tán tu nào có thể ngăn cản pháp khí dụ hoặc. Ta biết, cũng bao gồm các ngươi. Tiêu Nguyệt Nô lạnh lùng nói, ngươi như vậy có ý nghĩa gì? Giang hồ tán nhân giết không chết một cao thủ tu thành kim cương thần công. Công tử ca áo bào trắng nhúng nhúng vai, giọng điệu thoải mái, hứa thất an không phải từng đọc một câu thơ sao, những kháng tiểu nhị thành tân quý, nộ thượng lôi thai tái xuất thủ. Đây chính là đáp án của ta. Hắn cùng hứa thất an có thù oán. Tiêu Nguyệt Nô giật mình, nàng nhìn thoáng qua lam liên đạo trưởng của địa tông, kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà lại nhìn xuống ác ý, không trả thù. Xem ra địa tông thật sự rất kiên kỵ Nguyệt Thị Sơn Trang. Người áo bào đen thì lộ ra nụ cười, xem ra mục tiêu của mọi người là nhất trí kẻ thù của hứa công tử đến rồi một vị tùy tùng của hắn đã có thể dễ dàng đã thương tứ phẩm lam liên đạo trưởng hắn coi pháp khí là cạn bã lăng vân ý thức được công tử ca áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trấn nhỏ này là kẻ địch mạnh đáng sợ hắn lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mười mấy bước sau đó xoay người tính rời khỏi lúc bước ra bước thứ nhất lăng vân nghe thấy đài quan sát phía sau truyền đến tiếng của công tử ca áo bào trắng kia a à, quên còn có một việc chưa làm ngươi là đạo sĩ nguyệt thị sơn trang nhỉ còn ngươi lăng vân bỗng co rút lại chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng lên cảm xúc ở nháy mắt có khuynh hướng bùng nổ sau đó hắn phát hiện mình đi không nổi nữa hai chân giống như bị dính ở trên mặt đất không không mau cử động phải mang tin tức truyền về phải nói cho hứa ngân la hắn bảo ta tới tìm hiểu tình báo ta không thể cô phụ hắn tín nhiệm. Lăng Vân gò má run rẩy, thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, trán toát mồ hôi to như hạt đậu. Công tử ca áo bào trắng xuất hiện ở trước người hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi muốn về báo tin. Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một tán nhân mà thôi. Lăng Vân cố gắng chống đỡ nói. Công tử ca áo bào trắng vẫy vẫy tay, gọi một thanh trường kiếm cắm ở mặt đường, vẫn như cũ là vẻ mặt cười tủm tỉm kia, ta chưa nói không cho ngươi báo tin, nhưng... Hắn dừng một chút, cười giữ tợn nói, rất xin lỗi, ngươi phải bò về. Hắn lạnh lùng vung kiếm, hào quang chợt lóe, chỗ đầu gối lăng vân chợt trầm xuống, hai cẳng chân rời khỏi chủ nhân. A à a, à, hắn tru lên xé tim xé phổi, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Công tử ca áo bào trắng nhìn hắn một cái, cốt bụng nhắc nhở, mau bò về, nói không chừng còn có thể được cứu trị trước khi máu chảy cạn. Nói xong, giơ lên kiếm trong tay, nói, các vị thấy chưa, pháp khí hàng thật giá thật. Ngày mai lúc hạt sen trưởng thành, mỗi người các ngươi đều có cơ hội chém giết hứa thất an. Thiếu chủ, nếu bị chủ nhân biết, ngươi sẽ bị trách phạt. Chủ nhân từng nói, đừng tùy tiện treo chọc hắn. Tả sứ truyền âm khuyên. Không treo vào hắn, vậy ta lần này ra ngoài du lịch ý nghĩa ở đâu? Công tử ca áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Lần này du lịch, Rèn luyện võ đạo là mục đích chủ yếu nhưng gặp một lần tiểu tử vốn nên chết ở cuối năm kinh sát đó cũng là mục đích của hắn kinh sát tới nay hắn lục tục không ngừng nghe được sự tích về hứa thất an phẫn nộ đến mức trong lòng phát cuồng họ hứa vinh quang bao nhiêu trong lòng hắn liền phẫn nộ bấy nhiêu những vinh quang đó những kỳ ngộ đó vốn nên là của hắn quan trọng nhất là khí vận cũng là của hắn sau bữa trưa hứa thất an một mình một người ở trong sân yên lặng tu hành quá trình trước khi thiên địa nhất đau trảm để khí tức và khí huyết hướng bên trong sụp xuống ngưng tụ thành một luồng loại suy lấy cái này để tăng mạnh khống chế đối với lực lượng thân thể để nhanh tu hành hóa kình hắn cảm giác mình mơ hồ đạt tới bình cảnh chỉ thiếu một bước tới cửa liền đá văng ra cánh cổng ngũ phẩm luôn cảm giác thiếu một chút gì hy vọng ngày mai chiến đấu có thể khiến ta tấn thăng như mong muốn hứa thất an vành tai khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân hơi nhẹ nhàng hướng bên này chạy tới. Hắn lập tức thu công, quay đầu, thấy hoa khôi thu thiền y của Nguyệt Thị Sơn Trang khuôn mặt nhỏ trắng bệch trong mắt to chứa đầy nước mắt. Sau khi bắt gặp ánh mắt của hứa thất an, nước mắt liền giống như chuỗi ngọc trai đứt dây, tí tách lăn xuống. Thu thiền y thúc thích nói, hứa công tử, lăng vân, lăng vân chết rồi. Trong lòng hứa thất an đột nhiên trầm xuống, nâng tay chọc một phát, hút đến bội đao dựa ở cạnh núi giả, sải bước đón thiếu nữ đôi mắt sưng đỏ, hắn ở đâu? Đã đưa về trong sơn trang. Thu Thiền Y dẫn hứa thất an đi ra ngoài, vừa nức nở, vừa nói, Lăng Vân là được người ta đưa về, chân bị người ta chặt đứt, chúng ta không triệu ra hồn phách của hắn, Bạch Liên Sư Thúc nói hắn có tâm nguyện chưa xong. Khóe miệng hứa thất an miếm ra một đường cong lạnh lùng. Xuyên qua vườn hoa, theo con đường trải đá, Hai người tới một chỗ sân, sau khi tới gần, nghe thấy những tiếng than khóc. Trong sân đầy người, cửa nhà chính mở rộng, bọn người Kim Liên cùng Bạch Liên, sở nguyên chẩn cùng Lý Diệu chân đều ở trong phòng. Đệ tử còn lại đứng ở trong sân. Ngoài ra, hứa thất an còn thấy một người ngoài dự liệu. Liễu công tử của mặt cát. Hứa thất an vượt qua bậc cửa, ánh mắt quét một vòng, dừng ở trên giường, nơi đó có một người trẻ tuổi nằm, hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch đã chết rất lâu rồi. Hai chân hắn từ chỗ đầu gối bị chặt đứt, vết cắt bằng phẳng, kẻ ra tay chẳng những thực lực cường đại, vũ khí còn dị thường sắc bén. Hứa thất an hít sâu một hơi, để thanh âm giữ bình tĩnh, ai làm? Liễu công tử chắp tay, trầm giọng nói, là một người trẻ tuổi thần bí, mặc áo bào trắng, bên người dẫn hai gã cao lớn đội nón. Nghe nói hắn ở Tam Tiên Phường cùng Lam Liên Đạo trưởng của Địa Tông xảy ra xung đột, gã to sát bên cạnh tác một cái liền mang lam liên đạo trưởng đã thương sảnh tử lâu thuộc loại không gian tương đối phong bế khoảng cách hai bên sẽ không quá xa võ giả đối với hệ thống khác có ưu thế áp đảo nhưng cho dù lam liên đạo trưởng ở trong đạo sĩ hoa sen thuộc loại trình độ trung hạ du thực lực đối phương ít nhất cũng là tứ phẩm thâm niên hứa thất an mặt không biểu cảm gật gật đầu liễu công tử tiếp tục nói sau đó người nọ trước mặt mọi người tuyên bố treo giải thưởng một hơi lấy ra bốn pháp khí, tuyên bố, ai có thể chặt một tay của hứa công tử, liền thưởng một pháp khí, chặt tứ chi, thưởng bốn thanh. Nếu có thể chém xuống, chém xuống đầu hứa công tử, thì mang toàn bộ pháp khí trong hộp kiếm đều tặng cho kẻ lập công. Lý Diệu chân cười lạnh nói, cùng vọng tự đại. Nàng tự như so với hứa thất an còn phẫn nộ hơn. Sở nguyên chẩn nhíu mày, lý trí phân tích, như thế xem ra, công tử áo bào trắng kia là hướng về phía ninh yến ngươi mà tới hằng viễn chấp hai tay lắc đầu nói a di đà phật bần tăng cảm thấy khả năng không lớn hứa đại nhân lúc trước ở kinh thành hôm nay vừa tới kiếm châu tin tức không có khả năng truyền nhanh như vậy thậm chí đưa tới kẻ thù của hắn trừ phi bản thân vị công tử áo bào trắng kia ngay tại kiếm châu nhưng liệu công tử từng nói người nọ thân phận thần bí không phải là nhân sĩ kiếm châu cho nên hắn hẳn là hướng về phía hạt sen hằng viễn đại sư chỉ số thông minh vẫn là ở trên tiêu chuẩn cơ bản đại khái tương xứng với lý diệu chân kim liên đạo trưởng nhìn về phía hứa thất an trầm giọng nói ngươi đối với người này có ấn tượng không ta không biết hắn hứa thất an lắc đầu dừng một chút cười lạnh nói nhưng ta đại khái rõ hắn thuộc về thế lực nào nhìn chung cửu châu các thế lực các hệ thống lớn ai có thể dễ dàng lấy ra nhiều pháp khí như vậy cùng coi như cỏ rác Ti Thiên Giám có thể. Nhưng Ti Thiên Giám không phải duy nhất, cách nói chuẩn xác là thuật sĩ mới có thể làm được. Hơn nữa phải là cao phẩm thuật sĩ, đến tứ phẩm trận pháp sư mới có thể luyện chế pháp khí. Sau lưng vị công tử áo bào trắng kia có cao phẩm thuật sĩ ủng hộ. Không phải cao phẩm thuật sĩ xuất thân Ti Thiên Giám, hứa thất an rất quen thuộc. Khí vận trên người ta có liên quan với đoàn đội thuật sĩ thần bí mà bọn họ vốn định nương vụ án bạc thuế xuống tay đối với ta, công tử ca áo bào trắng kia hẳn là biết chuyện khí vận, nếu không hắn sẽ không bày ra điệp ý mãnh liệt như thế đối với ta. Đoàn đội thuật sĩ thần bí rốt cuộc muốn xuống tay với ta rồi. Hứa Thất An hít thở thoáng dùng dập, nhưng rất nhanh hắn phủ định phán đoán này. Hằng Viễn Đại sư nói không sai, đây là một hồi ngẫu nhiên gặp, công tử ca áo bào trắng kia hẳn là gặp dịp biết hắn đang ở Kiếm Châu, làm vẻ ta đây như thế không phù hợp phong cách vị thuật sĩ thần bí kia hẳn là không phải hắn ở phía sau màn thao túng là vận khí sai khiến để ta cùng công tử ca áo bào trắng kia gặp gỡ nói như vậy với ta mà nói đây có lẽ là một cơ hội giết hắn chiêu hồn giải được tất cả nghi hoạch mọi người thấy hắn im lặng không có dấu hiệu muốn giải thích liền chưa truy hỏi liệu công tử đang nghe truyện trên tv audio cv nói sau đó vị công tử áo bào trắng kia bắt được lăng vân chặt hai chân hắn cũng bảo hắn bò về Ta lúc ấy cũng không có mặt, sau khi biết được tin tức, liền lập tức chạy qua. Nói tới đây, Liễu công tử lộ ra vẻ giận dữ. Ta thấy Lăng Vân bò ở trên đường, kéo ra hai vết máu thật dài, hắn lúc ấy đã ý thức mơ hồ, còn đang cố gắng bò. Công tử áo bào trắng kia đi theo ngay tại bên cạnh Lăng Vân, trong tay cầm rượu mơ, cười hì hì xem náo nhiệt, không cho phép người ngoài đi cứu Lăng Vân. Lăng Vân bò mãi đến ngoài thôn trấn mới chết chờ vị công tử áo bào trắng kia rời khỏi ta ta mới dám tiến lên mang hắn về xin lỗi lý diệu chân nghiến răng nghiến lợi bạch liên đạo cô khuôn mặt xinh đẹp như phủ sương lạnh nàng vừa rồi đã nghe một lần nhưng vẫn khó nén lửa giận kim liên sư huynh thiên địa hội ta đã lưu lạc đến nước này sao ai cũng có thể giẫm một cước bạch liên đạo cô than thở lăng vân là đứa nhỏ chúng ta nhìn lớn lên kim liên đạo trưởng nhìn hứa thất an trầm giọng nói, hồn phách của hắn không triệu ra được, mắt cũng không khép lại được, ngươi có cái gì muốn nói với hắn không? Hứa thất an đi đến bên giường, im lặng nhìn Lăng Vân, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng nói, ta biết rồi. Hắn vươn tay, lao ở trên mặt Lăng Vân một phát, mắt khép lại. Hứa thất an như bị sét đánh. Kim liên đạo trưởng an ủi, đối với đệ tử đạo môn mà nói, tử vong không phải điểm cuối, chúng ta sẽ mang hồn phách của hắn nuôi. Hắn chỉ là thay đổi một loại phương thức làm bạn ở bên cạnh chúng ta. Hứa thất an từ chối cho ý kiến, nhìn về phía mọi người. Như vậy thế cục bây giờ rất nguy hiểm rồi, võ lâm minh, địa tông, mật thám của Hoài Vương cùng với kẻ đột nhiên xuất hiện này, thực lực của hắn không rõ, nhưng hai tùy tùng bên cạnh ít nhất là tứ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, pháp khí rất nhiều là có thể đoán trước. Ngày mai, cho dù chúng ta có trận pháp thêm vào, bằng vào mấy người chúng ta, thật sự có thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy sao vấn đề này mọi người ở đây cũng từng tự hỏi kết luận làm người ta thất vọng lúc trước đắm chìm ở trong lửa giận tình hình của lăng vân mãi chưa có ai đề cập mà thôi trong mắt kim liên đạo trưởng hiện lên sự lo lắng bảo các đệ tử rời khỏi sân ta có một ý tưởng hứa thất an thấp giọng nói mọi người lập tức nhìn lại bạch liên đạo cô ra ngoài giải tán các đệ tử trong sân đợi sau khi cửa phòng đóng lại hứa thất an chậm rãi nói cư thế sân nhà đã bị áp suất so với ngày mai chờ đợi kẻ địch tập kết không bằng chủ động tấn công phân mà hóa nó hắn nên đón ánh mắt của mọi người trầm giọng nói giết qua sao hoàng hôn giết qua bạch liên đạo cô không ngờ hắn sẽ nói ra lời linh tinh như vậy thốt ra không được chúng ta cần thủ hộ hạt sen sao có thể giết đến thôn trấn với lại thôn trấn hôm nay cao thủ nhiều như mây các ngươi nếu không có trận pháp thêm vào, căn bản không có khả năng chiến thắng bọn họ. Bỏ qua ưu thế sân nhà, giết vào doanh trại địch, đây là đang tự tìm đường chết. Hứa thất an nói, tên kia cố ý mang động tỉnh quậy lớn như vậy, cũng làm nhục lăng vân, không phải là muốn dẫn ta qua sao. Hắn khẳng định biết chi tiết của ta, hiểu biết tính tình của ta. Mặc kệ là lúc trước đao trảm thượng cấp, hay là khi ở Vân Châu một mình cản phản quân, thậm chí về sau chém giết quốc công, đều đủ để nói lên hứa thất an là một võ phu xúc động táo bạo. Hành vi của tên kia ban ngày, hoặc là tính cách vốn như thế, hoặc là muốn dẫn hắn chui đầu vô lưới. Vậy ngươi còn đi? Lý Diệu chân nhíu mày. Ta nói muốn giết qua, nhưng ta chưa nói muốn đánh ở trong thôn trấn. Hứa thất an cười lạnh nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Sở nguyên chẩn sửng sốt. Hứa thất an chưa trả lời thẳng, mà là phân tích. Ngày mai, thế lực tập kết trên thôn trấn sẽ tiến công quy mô, chúng ta phải thừa nhận toàn bộ áp lực. Cao thủ của Võ Lâm Minh, cao thủ của Địa Tông, mật thám của Hoài Vương, cùng với tiểu tạp chủng mới xuất hiện kia. Chính bởi vì như vậy, cho dù có trận pháp thêm vào, chúng ta cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng nếu sớm phân cách kẻ địch thì sao? Một khắc đồng hồ sau, Hứa Thất An rời khỏi sân, thấy các đệ tử Thiên Địa hội chưa giải tán, tập kết ở ngoài sân thu thiền y vành mắt đỏ đi lên vài bước trên mặt thiếu nữ mang theo chờ đợi hứa công tử ngươi ngươi sẽ báo thù vì lăng vân đúng không hứa thất an im lặng gật đầu các đệ tử chắp tay hành lễ trấn nhỏ nhà dân nơi nào đó dung dung cô nương ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ trong sân chống má nhìn bầu trời ngây người con đang lo lắng cái gì thanh âm êm tai mềm mại đáng yêu từ phía sau truyền đến dung dung vội vàng từ ghế gỗ nhỏ bật dậy cúi đầu lâu chủ tiêu nguyệt nô khẽ gật đầu đôi mắt sáng như nước mùa thu ở trên người dung dung dạo qua một vòng cười nói sau khi trở về con liền hỏi thăm khắp nơi thân phận vị công tử kia nhìn trúng người ta rồi dung dung sửng sốt cười khổ lắc đầu xem ra là nhìn trúng hắn rồi không không phải dung dung vừa muốn giải thích một câu của tiêu nguyệt nô liền khiến nàng á khẩu ta nói là hứa thất an Dung dung yếu ớt như mũi kêu nói Cũng không phải Đệ tử chỉ là kính nể hắn Ngưỡng mộ hắn Mới lo lắng cho hắn Ngưỡng mộ là chẳng phân biệt nam nữ Ví dụ như mặt các liễu công tử Quan hệ với nàng vô cùng tốt Cũng phi thường ngưỡng mộ hứa ngân la Tiêu Nguyệt Nô gật gật đầu Vị công tử ca áo bào trắng kia Lai lịch thần bí Hai tùy tùng bên cạnh thực lực cực kỳ cường đại Cho dù ở Kiếm Châu Cũng thuộc về hàng ngũ đứng đầu thực lực bản thân hắn chưa triển lộ ra, nhưng cũng thấy không yếu. Dung dung thấp thỏm lo âu, con có thể cảm giác ra, rất nhiều người đều bị những pháp khí kia dụ hoặc. Ngày mai hứa ngân la chỉ sợ nguy hiểm. Gặp phải kẻ địch cường đại, lại giàu nứt đố đổ vách như vậy, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Nhưng, hứa ngân la thực lực cũng không kém, lại có kim cương thần công hộ thân. Tuy không phải đối thủ của hai tùy tùng kia, nhưng chạy trốn là không thành vấn đề. Tiêu Nguyệt nô trấn An nói. Có thể giữ được mạng đã không tệ rồi. Sau hoàng hôn, khách sạn của trấn nhỏ. Cừu Kim áo bào trắng đai ngọc khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, hai gã to xác ngồi ở bên cạnh bàn, một kẻ im lặng không nói, một kẻ trầm giọng khuyên, "Thiếu chủ, ngươi như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch, làm như vậy là không được cho phép." Cừu Kim cười lạnh nói, "Tình cảnh của ta, ngươi hẳn là rõ. Cái gì cũng không làm, sẽ chỉ làm ta càng thêm khó khăn." nhưng nếu có thể bắt được hứa thất an mang hắn về tất cả uy hiếp cùng mơ ước sẽ tan thành mây khói không ai có thể lay động vị trí của ta nữa tả sứ tiếp tục khuyên một người có được đại khí vận luôn có thể gặp giữ hóa lành cho dù là vị kia cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên nếu không hắn sớm đã chết còn cần ngài ra tay cựu kim nhíu nhíu mày có chút không vui khí vận cũng không phải vạn năng bằng không ai còn tu hành đều tranh đoạt khí vận là xong. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua mặt trời lặn phía tây, hắt một tiếng, xem ra là kinh thường hắn rồi, thế mà chưa mắc câu. Ừm, cũng có khả năng là đồng bạn bên cạnh ngăn cản hắn. Đang nói, cửa phòng khách gõ vang, tiếp đó bị đẩy ra. Cừu Kim cao mày quay người, thấy một người trẻ tuổi tuấn Mỹ vô cùng đứng ở ngoài cửa, sau lưng đeo một cây bội đao, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba người. Nhìn kẻ hiển nhiên là đã dịch dung này, trên mặt cừu khiêm lộ ra nụ cười dữ tợn, hứa thất an. Là ta. Hứa thất an gật đầu, cho câu trả lời khẳng định. Ngươi quả nhiên đến rồi. Cừu khiêm lộ ra nụ cười kế hoạch thực hiện được, ta từng phân tích tính cách của ngươi, xúc động cường thế, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Ta ở trên trấn công khai khiêu khích, giết đệ tử địa tông kia, lấy tính cách của ngươi, tuyệt đối sẽ không nhịn. Ta đoán được. Hứa thất an gật đầu, cho câu trả lời khẳng định lần nữa. Vậy ngươi có đoán được hay không, đạo sĩ nhập ma địa tông, mật thám hoài vương, lúc này đã mang toàn bộ khách sạn bao vây. Trong nụ cười của cừu khi mang theo sự tự tin khống chế thế cục. Có vị tiền bối từng nói cho ta, tính cách mỗi người đều có điểm yếu, chỉ cần nắm chắc thì có thể một đòn trí mạng. Vài luồng khí tức mạnh mẽ áp sát tới gần khách sạn. Nụ cười trên mặt cừu khiêm càng sâu hơn nữa ngươi quả thật đã nắm bắt điểm yếu tính cách của ta hứa thất an trước sau mặt không biểu cảm lộ ra nụ cười lạnh kẻ tự cho là thông minh vừa dứt lời một bóng người áo trắng đột ngột xuất hiện ở trong phòng kèm theo ngâm tụng trầm thấp hải đáo tẩn đầu thiên tác ngạn thuật đáo tuyệt đính ngã vi phong hắn đạp xuống một cước mặt đất sáng lên trận văn nhanh chóng bao trùm toàn bộ phòng khách ngay sau đó mọi người ở đây đều biến mất không thấy trầm nháy mắt mọi người trong phòng biến mất, mấy bóng người liền xông tới, đánh vỡ cửa sổ cùng vách tường. Bọn họ phân biệt là hai người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng, ba đạo sĩ trung niên ngược đạo bào theo hoa sen lam, hoa sen lục, hoa sen xanh da trời. Mật thám chữ thiên đeo mặt nạ màu vàng, danh hiệu thiên cơ nhìn lướt qua trong phòng, trầm giọng nói, hẳn là truyền tống, vừa rồi thế mà chưa phát hiện hắn dịch dung. Bọn họ luôn mai phục ở phụ cận, nhìn chầm chầm mỗi người tiến vào nhà trọ lấy thị lực bọn họ không cần soi mói khoảng cách gần đã có thể nhìn thấu mặt nạ da người loại ngụy trang này một người áo bào đen đeo mặt nạ màu vàng khác mở miệng giọng lạnh lùng thanh thúy dương thiên huyễn cũng đến đây ừm thiên cơ gật đầu hứa thất an cùng thuật sĩ ti thiên giám giao tình xưa nay rất tốt cái này cũng không kỳ quái nữ tử mật thám hừ lạnh nói hắn muốn phân cách chúng ta lần lượt đánh tan địa tông thanh liên đạo trưởng lặng lẽ cười lạnh ngu xuẩn nữ tử mật thám danh hiệu thiên Xu liếc hắn một cái nói tứ phẩm thuật sĩ khoảng cách truyền tống cực hạn đại khái là ba mươi dặm không tính là quá xa duy nhất không xác định là hắn mang người ta truyền tống đi hướng nào thiên cơ trầm ngâm nói không thể đợi nữa phân công nhau truy tung từng thuật sĩ truyền tống có thể bị cắt ngang vừa rồi có thể là bất ngờ lấy thực lực hai vị cao thủ đó không có khả năng lặp lại lần thứ hai các ngươi đừng đuổi theo quá xa nếu mãi không có khí cơ dao động nói rõ phương hướng sai lầm lập tức đổi hướng lúc này ngoài nhà trọ mấy nhóm nhân mã giết đến có đệ tử địa tông mặc đạo bào lông vũ có giang hồ tán nhân âm thầm tạo thành liên minh có mật thám của hoài vương cũng có thế lực võ lâm minh bị kinh động hơn trăm người tập kết ở ngoài nhà trọ trên đường ngõ tất cả đều là người đây là một hồi mai phục có dự mưu ba ngày sau khi ở tam tiên phường kết minh công tử ca áo bào trắng nói ra kế hoạch của mình. Các mật thám cùng đạo sĩ địa tông cho rằng có thể thử một lần, kết quả, thật đúng là chờ được đối phương. Không đoán trước được là, trong Nguyệt Thị Sơn Trang còn cất giấu một tứ phẩm thuật sĩ. Năm vị tứ phẩm lao ra khỏi nhà trọ, thiên cơ nhìn quanh một vòng, nói ta phụ trách phía Tây, phương hướng còn lại. Hắn bỗng im lặng, quay đầu nhìn về phía đường phía trước, tiếng bước chân nặng nề từ bên kia truyền đến, mỗi một bước đều tạo thành hiệu quả động đất rất nhỏ. Trong tầm mắt của nhân mã các bên, một cô gái chạy như điên mà đến, dơ cao, dơ cao một khẩu hỏa pháo. Hay ia, nàng nương quán tính chạy, dùng sức ném mạnh ra hỏa pháo. Vù, con thú sắt thép to lớn xoay tròn, vột mọi người, mơ hồ mang theo tiếng gió. Mọi người theo bản năng tản ra bốn phía, chạy trối chết. Thiên cơ sải bước nghênh đón, trong quá trình giật áo choàng xuống cổ tay rung lên, vung ra khí cơ như thủy triều, hút từng lần một vào trên hỏa pháo, triệt tiêu lực va chạm của nó. Thiên cơ vương tay, tiếp được hỏa pháo, tùy tay vứt ở ven đường, phát ra quành một tiếng vang lớn. Các ngươi đi trước, ta tới thu thập con bé lực của bộ này. Thiên cơ hừ lạnh nói. Con bé này rất xinh xắn, nhớ rõ đừng giết, để lại cho đạo gia ta chơi chút. Lam liên đạo trưởng giọng điệu quái dị cười nói. Thiên cơ nhíu nhíu mày, có chút phản cảm đạo sĩ địa tông ác ý không đâu không có, thản nhiên nói, ta đối địch chưa từng nương tay. Lam liên đạo trưởng cười khẩy một tiếng, mang theo nội môn đệ tử hướng một bên khác của đường cái mà đi. A-di-đà Phật Một hòa thượng khôi ngô cản đường Gần như ở cùng lúc, hai đạo kiếm quan động đến, Lý Diệu chân và Sở Nguyên chẩn đạp phi kiếm, chặn đứng ba vị tứ phẩm còn lại. Quả nhiên là sớm có dự mưu, đã xem nhẹ các ngươi rồi thiên cơ trầm giọng nói bớt nói nhảm đi lần trước ở sở châu tính các ngươi chạy trốn nhanh lý diệu chân tính tình nóng nảy nữ tử mật thám thiên su nheo mắt lạnh giọng nói lý diệu chân đang muốn tìm ngươi tính sổ hẳn hoi món nợ này nàng sau đó cười nói ngươi cho rằng ta chỉ có chút bố trí này sở nguyên chẩn mỉm cười lời tương tự cũng trả lại cho ngươi trong trấn nhỏ nơi nơi đều là cao thủ nhất là nhà trọ mấy ngày nay đã sớm bị nhân sĩ giang hồ chiếm lấy. Nháy mắt chiến đấu mở ra, nhân sĩ giang hồ ở nhà trọ ùng ùng chạy ra, mà ở nơi xa nhân sĩ giang hồ, cùng với môn phái khác của võ lâm minh, thì ùng ùng chạy rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Dung dung cô nương đẩy mở cửa phòng, phát hiện các trưởng lão đã sớm tụ tập ở trong sân. Mà lâu chủ đứng ở nóc nhà, nhìn xa phương hướng khách sạn. Khách sạn bên kia đánh nhau rồi, căn cứ khí cơ dao động phỏng đoán, Tứ phẩm cấp. Tiêu Nguyệt Nô lấy lại tinh thần, quan sát môn nhân trong sân, trầm giọng nói, lập tức sơ tán dân chúng trong trấn, không muốn phối hợp thì áp dụng thủ đoạn bạo lực. "Vâng." Đệ tử cùng các trưởng lão Vạn Hoa lâu đồng thanh nói. "Lâu chủ, sinh ra mâu thuẫn là người nào?" Dung Dung giọng thanh thúy hỏi. Sau đó, nàng liền thấy ánh mắt lâu chủ Tiêu Nguyệt Nô lập tức trở nên phức tạp, chậm rãi nói, "Hứa Thất An giết đến rồi." "Cái gì?" mọi người kinh hô đây thật đúng là phong cách của hắn dung dung lập tức quay đầu nhìn về phía khách sạn ngoài thôn trấn ba bóng người đạp phi kiếm lao nhanh ở tầng trời thấp bọn họ mặc đạo bào cùng màu một người ngực theo sen đỏ một người ngực theo sen cam một người ngực theo sen vàng trong đó hai vị đạo trưởng hồng liên và chanh liên tóc hoa râm tuổi tác không nhỏ hoàng liên là hình tượng người trung niên rõ ràng nhỏ hơn hai người trước mấy tuổi. Ở phía nam, phía nam có khí cơ dao động. Hoàng Liên cảm ứng một lát, khống chế phi kiếm, lao lên phía trước. Triều đạo thủ luôn cảnh giác vị cường giả thần bí kia xuất hiện lúc ở Sở Châu, toàn bộ đạo sĩ hoa sen của địa tông đều ở trấn nhỏ. Đám người lý diệu chân ngăn cản vài vị tứ phẩm ở nhà trọ, lại không ngăn được bọn họ. Ba vị đạo trưởng xích tranh hoàng vốn chính là áp trận, phòng bị khác bất ngờ, Hôm nay vừa lúc là thời cơ bọn họ ra tay. Các đạo sĩ hoa sen tuy rơi vào ma đạo, thường xuyên khó có thể khống chế ác niệm của mình, nhưng đầu óc cũng chưa theo đó cùng nhau hỏng mất. Hắc, thật sự là tên thất phu đầu óc đơn giản đến cực điểm, giết một người của hắn, liền thật sự nổi giận đùng đùng đến chui đầu vô lưới. Chanh Liên đạo trưởng cười khẩy một tiếng, trên khuôn mặt ác ý phô trương hiện lên nét khinh thường. Võ phu đúng là võ phu, thô bỉ làm người ta thương hại. Kim Liên mời một võ phu đến trợ trận, là nét bút hỏng lớn nhất của hắn, trong các hệ thống lớn, chỉ có Ma Đạo Địa Tông Đạo môn ta mới là vĩnh hằng. Xích Liên đạo trưởng thản nhiên nói. Chỉ cần có thể giết chết mấy cao thủ trẻ tuổi này, cho dù chỉ là bị thương nặng, ngày mai Kim Liên liền không thủ được hạt sen. Nếu Kim Liên chó cùng rứt dậu hủy hạt sen, tất nhiên làm người ta đau lòng thương tiếc, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn như cũ là bản thân Kim Liên. Rất nhanh Ba vị đạo trưởng thấy hai bên giao chiến. Đó là một kiếm khách trung niên để râu đẹp, một hán tử đeo găng tay huyền thiết, để lộ bộ ngực cường tráng. Phát hiện ba vị đạo sĩ hoa sen đã đến, hai người ăn ý dừng tay, lộ ra nụ cười thân mật, chờ các ngươi rất lâu rồi. Ba vị đạo trưởng xích tranh hoàng, sắc mặt đồng thời cứng đờ. Cách thôn trấn 30 dặm, trên sườn núi không quá dốc, đồng thời xuất hiện năm bóng người. Cừu Kim hơi tỏ ra kinh hoảng đánh giá chung quanh. Sau khi thấy rõ cảnh tượng chung quanh, Như Trúc được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chật chật cười nói. Nói thật, ta cho rằng ngươi sẽ mang chúng ta truyền tống tới Nguyệt Thị Sơn Trang. Nếu vậy, ta liền thật sự nguy hiểm rồi. Vừa rồi là bất ngờ không kịp đề phòng, bây giờ, ngươi đừng nghĩ mang chúng ta truyền tống nữa. Ta là nên nói ngươi thông minh, hay là ngu xuẩn? Hắn đột nhiên cười lên, cười đến ngửa trước ngã sau, tư thái kiêu ngạo, ta cảm thấy ngươi rất thông minh bởi vì ngươi biết nịnh nọc lấy lòng ta, mang bản thân đưa lên cửa tìm chết. Hứa thất an chậm rãi rút ra hắc kim trường đao, giết ngươi tên vớ vẩn này, ta cùng dương sư huynh vậy là đủ rồi. Bọn người lý diệu chân đều ở trấn nhỏ, mang bọn hắn truyền tống đi sơn trang không có ý nghĩa. Đầu tiên, cửu sắc liên hoa chịu không nổi khí cơ dao động cường đại, hoa sen tuy là chí bảo, nhưng thần dị của nó lại không ở phương diện phòng ngự. Tiếp theo, hai tùy tùng của công tử ca áo bào trắng thực lực rất mạnh một khi đánh ở sơn trang khẳng định sẽ liên lụy đệ tử thiên địa hội tuy bọn họ ngày mai không thể tránh khỏi phải lao vào chiến đấu cuối cùng dương thiên huyển bố trí vài tầng trận pháp phòng ngự tựa như thủ thành kẻ địch nếu muốn trèo lên tường thành phải trả giá núi thay biển máu nào có đạo lý vô duyên vô cớ mang quân địch đưa lên đầu tường dương thiên huyển ta một tiếng lắc đầu nói ta sẽ không ra tay con kiến ti tiện cũng không đáng ta ra tay. Cừu Kim nhướng mày lên, thế mà lại không thể ngăn chặn dân lên lửa giận, hắn cực kỳ phản cảm giọng điệu nói chuyện, cùng với thái độ kiêu căng của thuật sĩ áo trắng này. Nếu ngươi là cố ý chọc ta tức giận, như vậy ngươi thành công rồi. Cừu Kim cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói. Không dám dùng mặt mũi thật gặp người ta, là sợ bị ta trả thù. Cừu Kim nhìn chầm chầm gáy đối phương. Đối với điều này, Dương Thiên Huyễn chỉ là đơn giản ta một tiếng. Gia mặt cừu kim rung rẩy một phen, trầm giọng nói, tả hữu sứ, giết kẻ này cho ta. Hữu sứ lặng lẽ ít lời chợt biến mất, khi xuất hiện trở lại, đã ở phía sau Dương Thiên Huyễn, tung một cú đấm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.